Thưa quý vị, Hội nghị quốc tế về thúc đẩy phục hồi kinh tế xanh và bao trùm bài học từ kinh nghiệm quốc tế diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của hơn 500 đại biểu các bộ ngành trung ương, các chuyên gia, nhà quản lý địa phương và đại sứ các nước ASEAN. Đến dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh. Dự điểm cầu Đà Nẵng có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn. Hội nghị tập trung bàn về các giải pháp phục hồi xanh và bao trùm hướng đến nền kinh tế tuần hoàn và tự cường. Trong đó, Việt Nam phải đối mặt với 3 thách thức chiến lược, giải quyết những tác động môi trường của tăng trưởng, nguy cơ liên quan tới khí hậu, thiên tai, môi trường, sức khỏe, suy thoái tài nguyên và đa dạng sinh học, tập trung vào tái tạo tự nhiên và sử dụng hiệu quả tài nguyên trong nền kinh tế tuần hoàn và trung hòa carbon, đảm bảo quá trình tăng trưởng toàn diện và bền vững, giảm thiểu bất bình đẳng, giảm nghèo đa chiều và mức độ dễ tổn thương, xây dựng một xã hội công bằng cho tất cả mọi người, ưu tiên các dự án đầu tư bền vững và có trách nhiệm với cộng đồng, nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu, đồng thời tăng cường đổi mới sáng tạo và đào tạo kỹ năng của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đối với Đà Nẵng, hội nghị là dịp để thành phố có thêm thông tin và kinh nghiệm thực tiễn từ các chuyên gia trong tổ chức triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo định hướng xanh, bền vững, bao trùm và đổi mới sáng tạo, góp phần đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.